Thưa quý vị và các bạn, mùa hè này, ngoài những sản phẩm tour du lịch truyền thống đã được khai thác từ nhiều năm qua, các doanh nghiệp tại Khánh Hòa đã nâng cấp và đầu tư thêm các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, lễ hội mới nhằm thu hút du khách. Bước đầu đã nhận được những tín hiệu khả quan khi lượng khách du lịch đến với thành phố biển ngày một đông. Các chỉ tiêu về du lịch đều vượt xa kế hoạch đề ra. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đoàn khách này trở lại với Nha Trang Khánh Hòa mong muốn có một kỳ nghỉ hè thật vui tươi sảng khoái. Các sản phẩm du lịch biển đảo đã quá quen thuộc thì họ lựa chọn trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái, du lịch về nguồn để được hòa mình với núi rừng thiên nhiên, cùng trải nghiệm nhiều dịch vụ thú vị như cắm trại, vui chơi, tắm suối. Đây cũng là loại hình du lịch được nhiều du khách ưa chuộng trong mùa hè năm nay. Đi biển rồi đi công viên nước thì em cũng đi nhiều rồi, nhưng mà em muốn đi du lịch kiểu người bản địa hơn thì nên là em muốn lên đây. Nó rất là thiên nhiên, em rất thích đi những đâu mà có nhiều cây xanh, còn suối với còn nước nữa nên là em lại càng thích.